Rồi xin mến chào cả nhà mình ha. Tiếp tục thì hôm nay em sẽ tưới dưỡng nữa cả nhà. Thì phân dơi cả nhà thấy em ngâm nè. Mình không có lường thế nha. Thì ví dụ như một dạ mình ngâm vô trong đây thì mình tưới, mình chia ra mình tưới. Thì một dạ thì ngâm một thùng đó đi cả nhà. Tính ra một dạ ngâm một thùng đó thì mình pha tùy theo thôi, mới vô thì mình thấy mình pha 2-3 ca rồi tăng lần lên. Ví dụ như cái lượng đạm thì khi những cái cây này thì mình tưới như vậy nó cũng không có bị sốc ha, sốc cây đó, tưới từ từ lên. Ví dụ như cái ca này là cái ca này 3M nè, mình sẽ múc 2 ca lần đầu tiên mình tưới trong khi 200 lít nước à. Rồi tới 3 ca hoặc 2 ca rưỡi thì từ từ mình tăng lên ha. Rồi phân dơi đó em pha đây, rồi phân thùng đồ na nè, các nhà thấy tưới cũng cái lượng nhẹ thôi. Ở đây ví dụ như là coi lại thành phần nữa nha, thì em tưới quen thì em bước lượng em tưới thôi chứ không có chính xác nè. 20 cho 16 lít nước nè, thì mình tưới rất là mình tưới thôi. Ví dụ như đây là tưới cho 1 lít này pha 800 lít nước nè, cái này được 4.000 lít nước nè cả nhà. Có thể hiện tại giờ mình pha 4.500 ha, phần 5.000 rồi mình giật lại từ từ nè. Cái này là Dona 01 có nha cả nhà. Dona Sài Gòn nhưng mà đây là Dona 01 ha. Tưới phân thùng kia cũng được, loại trăm mấy cũng được, nhưng mà loại này nó hơi mắc nè, 400 mấy một thùng 5 lít nước này nha. 400 mấy nó giúp nè, nhú đọt là nhanh thế nè, âm chồi mạnh nè. Tại vì hiện tại bây giờ thì những cái cây của mình nó không có đâm chồi thì nó sẽ nuôi những cái tược ha, nuôi những cái tược. Thì anh em mình sẽ tưới như vậy thì khi mà lại lá ra thì giúp cây mai mình nó sẽ đi nụ và nuôi nụ rất là tốt. Thì hôm nay thì tới cũng đã tới gần giữa tháng rồi, hôm nay là 12 nha, 12 âm lịch mình rồi ha, 12 âm lịch nên mình sẽ pha tưới nha cả nhà. Tưới thì tưới khoảng 3 đợt đi cả nhà, tưới khoảng 3 đợt thì khoảng 10 ngày, mười mấy ngày mình tưới một đợt. Nhưng mà tới khi mà thúc á nha, tới khi mà chuẩn bị lại lá thì có thể mình giật lại 8 ngày mình tưới một đợt ha, tưới cho cái bộ rễ nó sẽ đâm và phát triển mạnh hơn. Là một mình mà cũng hơi khó, anh em thông cảm nha. Rồi tại vì mấy ngày nay gần tới Noel nữa nha, thì thời tiết lạnh ha, thời tiết lạnh nên mình sẽ xem thời tiết luôn. Tại vì những clip trước cũng quay cho cả nhà mình xem rất là nhiều ha, nói cũng chia sẻ rất là nhiều. Thì mình canh thời tiết lạnh ha, thời tiết lạnh mình tưới là cái khả năng nó nở rất là ít ha cả nhà. Tại vì lâu quá, nhiều khi 20 ngày nửa tháng hoặc là hơn 20 ngày mình tưới dưỡng dưỡng, nhiều khi nó bị cây nó sẽ sung lại và nó dễ nở ha. Vậy mình sẽ canh mấy ngày nay thì lạnh và cũng có mưa rào nữa cả nhà, mưa rào ha. Nhưng mà thời điểm này mình không tưới thì mình sợ nó sẽ không có kịp, cả nhà thấy này, không có kịp ha, không có kịp để khi nó lạnh, thường là lạnh á thì nó sẽ mất sức nè, cái cây mình nó sẽ khựng khoảng một tuần lễ đến 10 ngày. Tại vì lạnh thì bộ rễ nó rất là yếu đó nha, nó cung cấp dưỡng chất lên những cái nụ nó cũng khó khăn hơn ha, nó không có đủ chất. Và thứ hai nữa, lạnh á thì cái nụ này, những cái nụ mà non nó sẽ dợp lại, thì anh em để ý đi, để ý ha. Nếu mà những cái nụ mà nó không có mùi, thường thường á mình thấy lúc bình thường cái nụ nó rất là to ha, rất là to, nhưng mà khi lạnh rồi những cái nụ này nó sẽ bị dợp lại. Lý do là cái nụ của cả nhà là chưa có đủ tuổi, chưa đủ già ha, nên số nó bị dợp lại. Còn những cái nụ bự này cả nhà thấy nữa ha, những cái nụ bự, nụ mùi thì những cái nụ này không có thấy nó rất bình thường, nó không có dợp lại cả nhà thấy ha, nó không có bị teo, bị dợp lại là vậy ha. Nên anh em mình nuôi thì có những cái cách nuôi
nên bây giờ thì mình xem cái trường hợp nào nó giống như trường hợp em nói thì cả nhà mình sẽ định hướng và mình nhìn xem coi có đúng hay không. Nếu đúng thì mình sẽ có thêm một cái chút kinh nghiệm nữa cả nhà, để khi mà bước vào những năm sau nữa thì mình sẽ làm những cái cây nó sẽ đạt hơn. Nhà thấy như cái nụ này nó vẫn to bình thường chứ nó không có bị dợp lại ha. Và một số trường hợp thì hôm trước em nói đó, nó bị đen nụ ha. Lý do nó bị đen nụ, nó khô cổ bông rồi nó trái nụ rồi này kia nữa cả nhà. Nó trái nụ thì trái nụ là lý do là anh em mình không có xịt bơm ha. Xịt bơm của ADC đó cả nhà. Xịt ngừa khô cổ bông rồi nè. Thì trường hợp sương nhiều, nhiều khi sương muối. Năm nào cũng vào tháng 11 này thì trường hợp đó xảy ra rất là nhiều ha. Nhưng mà mình ngừa trước ha. Tới thời điểm mình phải ngừa trước thì mình phải ngừa, chứ để nó xảy ra rồi mình xịt thì nó không còn ngừa đâu cả nhà. Nó sẽ bị ha, nó sẽ bị liền. Ok nè, cả nhà thấy cái dàn nút. Từ trong ra ngoài luôn cả nhà. Thì cũng được một số anh em, một số người bạn thì cũng năm nay cũng đã ủng hộ ha. Thì cái giá thành thì em nói thẳng luôn, nó thật ra thì mỗi năm thì kinh tế anh em mình nó thuận lợi, còn năm nay ai cũng khó khăn, nên những cái cây này thì em cho thuê tại vườn để cho khách thuê lại nữa cả nhà. Hoặc là buôn bán thì năm nay mình bán nó cũng không có được cao. Nếu anh em mình thích giao lưu thì mình giao lưu thôi, giá cả mình thỏa thuận thôi, chứ nói mà bán để mình có lời như những năm trước thì không có đâu cả nhà. Ví dụ năm trước mình có lời khoảng 30-40% nhưng năm nay khoảng 20-30% đó lời thôi, nó bị rút lại nữa nha. Chứ nó bán lỗ thì mình không bán lỗ được, tại vì mình tính cái sự hao hụt của cây mai nè. Ví dụ mua 10 cây mà nó lại nó yếu một cây thì phần trăm nó đã lên rồi cả nhà. Hoặc là mình mua năm trước là giá cao, năm nay là giá thấp, nên những anh em bây giờ em thấy đa phần ha, đa phần những anh em mình cô chú anh chị mình chơi thì mình chơi một vài cây nên chọn cái mức cây nó rất là chuẩn đó nha. Ha, là cây đẹp, nhưng mà cây đẹp thì thường thường nó sẽ không có rớt giá, thì anh em thị trường mình cũng biết rồi. Những cái cây ví dụ như người ta đã chỉnh sửa hoặc là dáng thế nó đã có rồi, mình mua thì cái giá nó cũng không có rớt ha, không có thấp, nên cũng tùy so sánh những cái cây mà nó những cái cây mai cũng tùy theo cây. Ví dụ những cái cây bự mà cắt đầu đinh hoặc là cốt cành nó không có đẹp thì cái giá cả có thể là nó thấp ha. Còn những cái cây người ta đã chỉnh sửa hoặc là cái cây dáng thế ha, dáng thế thì cái cây đó, những cái cây đó thì phần trăm nó rất là thấp nha cả nhà. Nên anh em mình sẽ định hướng và mình mua bán nó rất là dễ ha, rất là dễ. Còn nhiều anh em ví dụ như những cái cây nhỏ của em ha, những cái nhỏ của em không phải nói là để mình mua bán gì, mà anh em mình trên mạng thị trường giờ rất là đầy, nhưng mà phải có cái cách mình so sánh để mình biết ha, phân biệt những cái cây nào đẹp và cây nào nó xấu, để mình sẽ định được cái mức giá mà anh em mình có thể là mình nhận định được. Nhiều anh em thì nói ô cái đó thật ra nó không có gì tên, mà tại sao cái giá cả trên lệch như thế nào. Thì anh em mình xem lại những cái cây đó nó đã chỉnh sửa hay không, hay là đã thả tàn và cái dáng thế nó có đẹp hay không. Đó là cái mức định giá của anh em mình. Hoặc là mình xem những cái cây đẹp thì nó như thế nào, và những cái cây trung bình như thế nào, và cây xấu như thế nào. Cây này này, này, này nó nút nó rám vàng mà nó mùi luôn cả nhà. Cây này đổ đã phút nữa nha, sợ dần nụ nữa. Cây này thì em đã giao lưu rồi đó nha, giao lưu rồi. Có nở lác đác nè cả nhà, nó cũng vẫn nở ha. Tại cái dòng Phú Tân này thì nó thường là nó cũng dễ nở ha,
để nở, nhưng mà mức độ nó nở cũng không có nhiều rồi cả nhà. Cái ruet này nó nụ mùi. Thì hôm nay quay thì có dịp tới Tứ Phân thì em sẽ quay, tại vì em nói với cả nhà, ví dụ như anh em tin tưởng thì tới thời điểm nào em sẽ quay và chia sẻ cho cả nhà, để cả nhà mình sẽ xem ha, xem coi có thể mình áp dụng làm được hay không, hay không tin tưởng là để áp dụng làm theo. Còn anh em mình nếu mà không tin tưởng thì có thể là xem qua cho nó vui, hoặc là mình lướt qua luôn. Đó là cách để nhà vườn, mà riêng em thì em chia sẻ cho cả nhà như vậy. Còn anh em làm hay không là do quyết định của anh em mình nha. Đó, em không bắt buộc, tại vì trường hợp ví dụ như những cái cây của mình, thời điểm của mình, cái vùng miền của mình nó khác với của em. Nhiều khi anh em mình tưới thời tiết của anh em đang mưa, hoặc là chỗ anh em không có lạnh như em, thì tưới mức độ như thế nào thì anh em mình phải coi thời điểm đó nha cả nhà. Thời tiết của mình đang lúc đó thì chia sẻ lúc nãy thì mình tưới đó nha. Mình tưới thì mình tưới cái thùng của mình đó, mình tưới N3M, cái thùng đó là 220 lít nước, thì em tưới chỉ có một hộp N3M thế nha. Đó, phân thùng thì mình ước lượng mình tưới thôi. Cái thùng Dona đó mà mình tưới 1 lít là 800 lít nước đó, như lúc đầu em nói đó. Thì anh em mình chia tưới cái lượng đầu tiên này nhẹ ha. Thì tưới giờ tới lãi lá có thể mình sẽ tưới 2 cử nữa nha cả nhà. Ha, 2 cử nữa. Rồi tới thời điểm mà xịt thằng xịt để mình mềm vỏ tấu đó, thì em sẽ xịt cho cả nhà mình, thì em sẽ quay tiếp luôn. Anh em mình nếu tin tưởng thì nhớ theo dõi kênh em ha. Thì vào thời điểm này cũng đã là cũng như nước rút rồi cả nhà. Nước rút ha, mình phải chuẩn bị cho nó nó thật là đầy đủ trước khi cây mai mình nó chuẩn bị nở, làm nụ và nó nở cho nó sung nó khỏe, thì cây mai mình nó phải có đủ sức nha cả nhà, đủ sức để nó sẽ nở đẹp hơn. Cây này già mùa nè cả nhà, cây này rất nhỏ. Này như con thú nằm nha, cốt ghép nè cả nhà thấy nè, cốt ghép một cổ tay mình luôn hết nha. Siêu bông Sài Gòn cũng có làm nở dài búp nè. Trời nụ. Cái này thì nụ đặc luôn cả nhà. Từ trong ra ngoài luôn cả nhà thấy nở mới có được vài nụ thôi. Ha, còn nguyên si luôn. Đặc cây luôn nè. Cái tán rất thiên nhiên ha. Sữa này cả nhà thấy, để ý sữa nè, những cái cành không bao giờ nó rối nhau, không có trùng nhau hết nha. Mình đánh như vậy khi lại lá ra thì cái cây mai của mình nó tạo cho cái dáng nó không có bị rối cành, nó tạo thiên nhiên tự nhiên, nó rất là đẹp hết nha. Còn những anh em mình để nó dư quá đó, mình sửa không biết sửa gì đâu, rồi mình cắt thì tiếc ra lại, thì khi mình lại lá ra nhìn thấy rất là rối cây. Cả nhà thấy nè, đánh cái dầm cành ra thì nó thiên nhiên hết nha, lắc lượn nhẹ nó tự nhiên. Cái bồ đế nè, vậy bồ đế này, cái củ này tầm khoảng 60 nữa nha, củ này khoảng 60, nó đế như còng cái củ mì tôm luôn đó nha, đặc luôn ha. Dạ rồi, thì hôm nay tiếp tục ha, bên em thì lên clip để chia sẻ cả nhà mình cách tứ phân và một số vấn đề thì anh em mình xem lại coi trường hợp của em nói có hay không, để anh em mình tin tưởng mà áp dụng làm theo chứ để tới thời điểm nước rút rồi mà anh em mình làm thì rất là trễ ha. Rồi trễ, do vậy thì mình sẽ xử lý từng giai đoạn cho nó phù hợp trước khi cây mai mình lại lá thì nó đủ sức thì nó nở sẽ đẹp hơn. Mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những cái video tiếp theo nha. Rất vui và cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ và theo dõi trong thời gian qua. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha, và mình chuẩn bị một năm mới thật vui vẻ ha, một Giáng sinh thì an lành và hạnh phúc ha. Em xin mến chào ạ.